Xin chào tất cả mọi người. Trang là một trong 500 người may mắn được nhận sản phẩm trải nghiệm này sau khi đăng ký trên trang web Try and Review. Và hộp quà này bên trong gồm có một lon sữa bột Milo lúa mạch và một cái ly đổi màu. Khi đăng ký sản phẩm này mình chọn là uống Milo với cái ly đổi màu lạnh, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong cái hộp quà nhìn rất là sang trọng, dễ thương, đầy màu sắc và trông rất là giàu năng lượng như thế nào nhé. Vâng, và đây là cái hộp sữa bột Milo với cái hình chàng cầu thủ trông rất là trẻ trung, giàu năng lượng và đang chơi thể thao. Với cái màu xanh, nền xanh rất là rực rỡ, đặc trưng, nói chung là biểu tượng của thức uống Milo. Và đây là cái ly đổi màu. Vâng, mọi người có thể nhận thấy là trên cái ly đổi màu này có khá nhiều cầu thủ đang thể hiện những hành động khác nhau khi đang chơi môn thể thao, vua thể thao bóng đá. Và những cầu thủ này đều có một đặc điểm chung, đó là tất cả đều mặc đồ màu vàng. Vậy chúng ta bây giờ hãy cùng pha sữa nhé. Vâng, và mình sẽ bắt đầu mở hộp ra. Mẹ con mình cùng pha sữa nha. Dạ. Rồi. Rất là thơm ngon phải không con? 1 muỗng. Giỏi. 2 muỗng. 3 muỗng. 4 muỗng. Rồi, khoảng 4 muỗng nhé các quý vị ơi. Và bây giờ là chúng ta sẽ dùng nước. Và nước để pha sữa này là chúng ta nên dùng là nước sôi 80 độ trở lên nha mọi người. Rồi, pha khoảng chừng 1/3 ly nha mọi người. Rồi, mẹ con mình cùng khuấy nha. Con có cảm nhận được điều gì không? Bây giờ chúng ta có cảm nhận được mùi thơm hay là như thế nào không con? Sữa này là con đã được uống nhiều lần rồi đúng không nào? Và thưa mọi người, hầu hết các cái trẻ em đều rất là mê sữa Milo bởi vì hương vị thơm ngon mà lại là giàu năng lượng, rất là hấp dẫn để cho các bé là uống sau những cái giờ hoạt động học tập và vui chơi hay là tham gia thể dục thể thao. Và bởi vì mình chọn là nước uống Milo lạnh cho nên bây giờ mình sẽ bỏ đá vào cái ly này và chúng ta hãy xem các bước nhé. Rồi, con không cần phải đếm đâu nha. Rồi, bố mẹ ơi, chú công thủ nó biến thành màu xanh rồi. Ồ, quá là nhanh luôn mọi người ạ. À. Ồ, quá là nhanh luôn. Sau khi bỏ đá vào thì bắt đầu là hình những cầu thủ mặc đồ màu vàng đang dần biến thành màu xanh. Và chúng ta hãy chờ trong giây lát nữa xem thì cái ly này biến hình sau khi mà đã được lạnh hoàn toàn như thế nào nhé.